dẫn pháp thiên nhãn trí thông thủ thắng rõ ràng thanh tịnh hơn hẳn mắt của trời người có khả năng thấy như thật các thứ hình sắc của hữu tình vô tình trong mười phương thế giới đó là thấy hết lúc sanh khi chết sắc diệu sắc thô, đường thiện đường ác hoặc thắng hoặc liệt của các loại hữu tình với các thứ hình dáng như thế, nhân đó lại biết các loại hữu tình tùy theo tác dụng của nghiệp lực mà thọ sanh sai biệt, các hữu tình như thế thành tựu ác hạnh về thân, thành tựu ác hạnh về lời nói, thành tựu ác hạnh về ý, hủy báng hiền thánh, do nhân tả kiến khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào đường ác, hoặc sanh địa ngục, hoặc sanh bàng sanh, hoặc sanh quỷ giới hoặc sanh trong loài hữu tình hạ tiện độc ác ở biên địa thọ các khổ não, còn các hữu tình như thế thành tựu diệu hạnh về thân, thành tựu diệu hạnh về lời nói, thành tựu diệu hạnh về ý, tán thán hiền thánh, do nhân duyên tránh kiến thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi thiện hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào cõi người, hưởng các khoái lạc, các hữu tình như thế, đủ các loại nghiệp, thọ, quả, sai biệt. Nếu như thật biết, Bồ Tát An Trụ năm loại diệu thần thông này, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thưa hỏi pháp nghĩa sâu xa của chư Phật, gieo trồng vô lượng thiện căn vi diệu, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, riêng tu các hạnh Bồ Tát đem thiện căn này chẳng cầu bậc thanh văn độc giác mà cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột dùng vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả vị đại bồ đề xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu ba tâm như thế đều vĩnh viễn chẳng khởi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ tịnh lự ba la mật đa mà dẫn nhiếp tinh tấn ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, mà dẫn nhiếp bát nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, quán sắc chẳng thể nắm bắt được, quán thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được, quán nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được, quán sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, quán thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, quán nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, quán nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng thể nắm bắt được, quán sắc giới chẳng thể nắm bắt được, quán thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt được. Quán nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt được.